Cảm ơn quý vị cùng các đồng chí đã luôn đồng hành và theo dõi chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu. Trong chương trình An ninh trật tự đầu tiên của năm mới 2024, chúng tôi xin gửi đến quý vị cùng các đồng chí nhiều nội dung đáng chú ý sau đây. Đảng ủy Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổng kết công tác đảng bộ năm 2023. Công an tỉnh tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023. Công an thị xã Phú Mỹ khởi tố 2 đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản. Khởi tố nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng. Ghi nhận, Công an tỉnh đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 12, Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 17 và tổng kết công tác năm 2023. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Đại tá Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cùng cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Đại tá Bùi Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận biểu dương những cố gắng nỗ lực của lực lượng công an toàn tỉnh đạt được trên các mặt công tác trong thời gian qua. Trong đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng lực lượng trong toàn đảng bộ. Kịp thời tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những đơn vị địa phương dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc được tặng cờ thi đua của Bộ Công an. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh cần tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường kiểm tra giám sát nhằm kịp thời khắc phục, sửa chữa những tồn tại, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong Công an tỉnh theo hướng tinh gọn, mạnh, tổ chức thực hiện tốt quy hoạch bồi dưỡng cán bộ, tăng cường cán bộ về cơ sở, đảm bảo số lượng, chất lượng cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ tiếp cận, gắn bó với địa phương để xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở, nâng cao chất lượng nắm và dự báo tình hình để tham mưu Tỉnh ủy triển khai các kế hoạch, không để bị động bất ngờ, phát sinh điểm nóng. Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2023 cho đồng chí Đại tá Bùi Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Thưa quý vị, 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh đã được cấp căn cước công dân. Chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp định danh điện tử vượt trước 5 ngày với tỷ lệ 161%. Trong đó, tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 đạt 101%. Đây là các số liệu đã được thông qua tại Hội nghị Tổng kết Công tác Cải cách Hành chính, công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2023, vừa được Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Theo đó, trong năm 2023, với sự quan tâm của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương, công tác cải cách hành chính trong các đơn vị địa phương được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả. Công an tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả và đúng tiến độ các chỉ tiêu nhiệm vụ của đề án 06 của Chính phủ, trong đó có một số nhiệm vụ chỉ tiêu vượt chỉ tiêu trước thời hạn. Công an tỉnh cũng đã tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính với các thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ. Thời gian trả kết quả thủ tục hành chính được rút ngắn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công an tỉnh đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, góp phần tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt chủ trương phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong công tác triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 đã được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán 2024, công an các đơn vị địa phương đã tăng cường lực lượng, phương tiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự, ma túy. Sau đây là các thông tin liên quan đến từ thị xã Phú Mỹ và huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với hai đối tượng Trần Văn Chó, 38 tuổi và Lê Văn Dầu, 29 tuổi,
cùng trú tại xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2023, nhóm của Chó và Giàu sau khi nhậu say đến đập phá bàn ghế của quán cà phê JN tại xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ do ông A làm chủ. Sau đó, nhóm tiếp tục chạy xe máy đến quán cà phê M trên địa bàn xã Tân Hòa do bà H làm chủ. Tại đây, các đối tượng chửi bới nhân viên, đập phá tài sản trong quán, sau đó bỏ đi về. Ngày hôm sau, Chó rủ Giàu đi đến quán cà phê của ông A và quán của bà H để đòi thu tiền bảo kê với số tiền 2 triệu đồng một tháng. Nếu không, sẽ gọi người tiếp tục đến đập phá quán. Vì lo sợ nhóm của Chó và Giàu đến đập phá ảnh hưởng đến việc kinh doanh, nên ông A và bà H đã chấp nhận đóng tiền bảo kê cho nhóm đối tượng trong tháng 11 và tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, vì kinh doanh khó khăn và bức xúc trong việc coi thường pháp luật của nhóm đối tượng trên, nên ông A và bà H đã nộp đơn trình báo lên cơ quan công an để được xử lý. Lực lượng công an kiểm tra phát hiện 3 đoạn ống nhựa chứa ma túy giấu trên hàng rào bên phải tòa nhà. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm 34 ống nhựa hàng kín chứa ma túy và 5 gói ni lông chứa ma túy. Đối tượng chia ra bỏ vào một túi màu đen giấu trong nhà tắm. Ngoài ra còn phát hiện thêm một số tang vật khác có liên quan như cân tiểu ly, điện thoại di động, các gói ni lông và ống nhựa rỗng. Khai thác nhanh, đối tượng Hoàng Thanh Thủy khai nhận số ma túy đá nói trên là do hắn mua từ một người chưa rõ lai lịch, sau đó đem về chia nhỏ ra để sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời. Công an thị xã Phú Mỹ tiến hành lập biên bản tại hiện trường và đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Xuyên Mộc cho biết đã khởi tố 9 đối tượng trong vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn. Trước đó, đối tượng Phùng Văn Duẩn, 36 tuổi, trú tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, đã gọi điện cho Nguyễn Văn Tiến, 28 tuổi, trú tại xã Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc, để nói chuyện về mâu thuẫn giữa Tiến và em trai của Duẩn là Phùng Đức Quý, 24 tuổi, trú tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc. Trong lúc nói chuyện, hai bên đã thách thức nhau, nên Tiến đã gọi thêm một số đối tượng khác là Huỳnh Thái Hùng, 29 tuổi, Đinh Tấn Vũ, 29 tuổi, Nguyễn Minh Ngọc, 30 tuổi, Nguyễn Văn Hoài, 28 tuổi, Hà Hoàng Tiến, 30 tuổi, Trần Ngọc Lam, 30 tuổi, Mai Dương Thành Trung, 23 tuổi, cùng trú tại huyện Xuyên Mộc, và Lê Văn Linh, 26 tuổi, trú tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, chuẩn bị hung khí là cây chĩa, bình xịt hơi cay, dao tự chế, cùng với đá cuội, đi trên 6 xe mô tô đến nhà tìm anh em Duẩn và Quý. Khi đến nơi, nhóm của Tiến không thấy Duẩn và Quý ở nhà nên quay về. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Duẩn và Quý khi về nhà biết nhóm của Tiến đi tìm mình, liền gọi thêm một số đối tượng là Lê Quang Trí, 20 tuổi, Vũ Quốc Tuấn, 23 tuổi, Trần Bá Trung Nguyên, 22 tuổi và Trần Đức Mạnh, 26 tuổi, cùng trú tại huyện Xuyên Mộc, chuẩn bị một số hung khí đi đánh nhau. Riêng Duẩn chuẩn bị một khẩu súng tự chế mang theo rồi cùng tới nhà Tiến giải quyết mâu thuẫn. Khi đến nơi, cả hai nhóm lao vào nhau thì Duẩn rút súng tự chế bắn một phát chỉ thiên. Nhóm Tiến lùi vào trong nhà. Sau đó hai nhóm tiếp tục lao vào nhau thì Duẩn tiếp tục rút súng bắn một phát chỉ thiên nữa. Rồi cả nhóm lên xe máy rời khỏi hiện trường. Sau khi nhận thông tin trình báo của người dân, công an huyện Xuyên Mộc đã tiến hành truy xét, đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc, đồng thời mở rộng truy bắt thêm các đối tượng có liên quan. Ngày 29 tháng 12 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Xuyên Mộc cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Duẩn, 30 tuổi và Lê Thành Nhân, 29 tuổi, cùng trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc về hành vi trộm cắp tài sản. Vào khoảng 0 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2023, Duẩn điều khiển xe mô tô chở Nhân đến khu vực công ty xây dựng Decofi thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Do từng là công nhân của công ty này nên Duẩn biết rất rõ địa hình và lối đi. Sau khi tới nơi, cả hai giấu xe máy vào hàng rào, vòng ra phía sau và lẻn vào trong, lấy kìm cộng lực của công ty để cắt trộm dây điện. Sau đó kéo đoạn dây điện cắt trộm được ra bãi đất trống, cắt thành từng khúc và lột bỏ vỏ nhựa để lấy lõi đồng bên trong. Sau khi cắt được 58 kg lõi đồng, cả hai cho vào bao tải và chở về phòng trọ của Duẩn cất giấu. Đến 6 giờ sáng hôm sau, hai đối tượng này chở tài sản trộm được tới giữa ghe chai và bán được 13 triệu 600 ngàn đồng, sau đó chia nhau tiêu xài cá nhân. Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm trên, khoảng 9 ngày sau, Duẩn tiếp tục đến địa điểm cũ để trộm cắp lõi dây đồng với thủ đoạn tương tự.
sau đó đem bán được gần 12.500.000 đồng. Phát hiện các cuộn dây điện bị cắt trộm nhiều lần, đại diện công ty Decofi đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Thưa quý vị và các đồng chí, kỳ nghỉ Tết dương lịch năm 2024 nối tiếp vào hai ngày nghỉ cuối tuần, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra nhiều hoạt động chào đón năm mới, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia. Trước và trong kỳ nghỉ Tết, lực lượng công an tỉnh đã chủ động các biện pháp đảm bảo tốt an ninh trật tự, phục vụ tốt nhu cầu vui chơi, đi lại của người dân. Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024. Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm trộm cướp tài sản trên phạm vi vùng nước, cảng biển, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy. Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc, trước và trong thời gian của kỳ nghỉ lễ, căn cứ tình hình đặc điểm từng địa bàn, mảng, lĩnh vực, các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, chủ động đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh cho nhân dân. Thực hiện cái cao điểm của Ban chỉ đạo 18 tỉnh cũng như thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc, công an xã Phú Mỹ đã triển khai đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ, trong đó tập trung vào nắm bắt những đối tượng nổi, đối tượng ma túy và các băng ổ nhóm có dấu hiệu nghi vấn về an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ, đồng thời thực hiện công tác kiểm tra hành chính đối với những cái nhà trọ, nhà nghỉ và những cái nơi kinh doanh có điều kiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và xử lý mạnh, quyết liệt các hành vi vi phạm pháp luật. Để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, công an các địa phương tăng cường phối hợp với các lực lượng để tuần tra kiểm soát nhằm phòng ngừa tội phạm và kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm. Cùng với đó, lực lượng công an cơ sở cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền người dân, các cơ sở kinh doanh lưu trú về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, kiểm tra hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy. Trước ngày nghỉ lễ thì các anh công an phường cũng đã tuyên truyền cho các khách sạn, các đơn vị lưu trú đảm bảo an ninh, đăng ký khách lưu trú đầy đủ, cập nhật đầy đủ thông tin hàng ngày gửi cho bên công an phường. Nói chung khách sạn đón khách thì hoàn toàn tự tin, bởi vì khi mà gặp sự cố gì thì chỉ cần gọi điện gọi cho anh phụ trách bên chỗ công an phường là các anh sẽ hỗ trợ nhiệt tình. Để đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phân công lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là phân luồng, điều tiết, không để xảy ra ùn tắc giao thông khi lượng phương tiện gia tăng đột biến trong các ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Tình hình trật tự giao thông trên tuyến quốc lộ 51 thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong sáng 30 tháng 12, 2023 ổn định, các phương tiện lưu thông bình thường, không có xảy ra ùn tắc và cũng không có tình hình phức tạp. Trong trường hợp tình hình phức tạp xảy ra thì Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tăng cường lực lượng chốt chặn các vị trí tắc nghẽn để giải tỏa ùn tắc giao thông và sẽ tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm trên tuyến. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh cũng đã huy động tối đa lực lượng phương tiện, tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện chuyên đề kiểm tra và xử phạt vi phạm về nồng độ cồn, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi ý thức chấp hành của người tham gia giao thông ở địa phương về vấn đề giao thông và bia rượu. Trong 15 ngày thực hiện cao điểm thì toàn bộ công an tỉnh đã lập trên 2.500 trường hợp và xử phạt trên 7 tỷ đồng. Tuy nhiên rằng là cái vi phạm ở nồng độ cồn thì vẫn ở mức cao. Do đó là Phòng Giao thông đã phối hợp với lại là các đơn vị như là tham mưu cho giám đốc là trong thời gian trên thì vẫn tiếp tục sẽ thực hiện các cái chuyên đề nồng độ cồn vào những cái thời gian, ví dụ như là sau từ 6 giờ tối cho đến là 23 giờ tối, hoặc là chuyên đề nồng độ cồn ma túy từ 23 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Trong dịp Tết Dương lịch 2024, các địa phương đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện đặc sắc với quy mô lớn, thu hút rất đông người dân, du khách đến tham gia.
để góp phần thành công cho các sự kiện, yêu cầu đảm bảo an ninh an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Thì hiện nay thì đang trong cái tuần lễ ẩm thực Nam Châu kết hợp với hội chợ hàng công thương, và điểm nhấn kết thúc hôm nay là ngày 31 tháng 12 và có cái sự kiện là countdown chào đón năm mới năm 2024. Thì công an thành phố đã xây dựng cái kế hoạch phối hợp với lực lượng quân sự thành phố, các đơn vị của đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn xây dựng kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân du khách đón chào năm mới, cũng như là cái công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn thành phố. Thì bên cạnh đó thì các cái kế hoạch phòng chống tội phạm về hình sự, về ma túy, các lực lượng đang tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện theo kế hoạch được phân công. Các hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc cùng với đó là những nỗ lực của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đã để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với người dân và du khách đến tham gia. Không khí rất là sôi động, cũng có thể một chút hào hứng nha cho cái việc đón Tết ạ. Em thấy có mấy chú công an cũng giữ an ninh trật tự tốt, thấy yên tâm hơn. Với việc chủ động và quyết liệt thực hiện các mặt công tác, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, tình hình an ninh trật tự cơ bản được giữ vững, ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, không xảy ra ùn tắc giao thông, góp phần mang đến một sự khởi đầu tích cực cho năm mới 2024. Thưa quý vị, ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này. Nhân dịp đầu năm mới, xin mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, chào đón năm 2024 với thật nhiều điều thành công và thắng lợi mới. Và cũng đừng quên tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình An ninh trật tự phát sóng tối thứ hai hàng tuần. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.